Rồi, xin kính chào quý cô chú anh chị gần xa đang xem kênh Mai Vàng Bến Tre ha. Rồi hôm nay thì vườn mai của em Phạm Nhi ha có quay trở lại để giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình lô mai giống mai ghép hàng ghép gốc nhất liền cốt ha, ghép 2 năm rưỡi 3 năm, giá siêu rẻ luôn ha, chỉ từ 150.000 đến 200.000 một cây, bao phí vận chuyển ha, một cây cũng bao phí luôn, vàng đế siêu vip luôn cô chú anh chị ha, gắn bí củ nở lò xo rất là nhiều giống, rất là nhiều loại quấn ghế. Mong cô chú anh chị mình vào xem thấy cây nào giá cả hợp lý mình ủng hộ cho em Nhi nha. Rồi không làm mất thời gian nữa ha, gặp mời cô chú anh chị mình gặp luôn em Nhi, em Nhi chào giới thiệu và giao lưu nha. Chào em Nhi ơi. Dạ, em xin chào anh và xin kính chào toàn thể của cô chú anh chị đã xem kênh ạ. À, hôm trở lại kênh em xin giao lưu cô chú anh chị mình lô mai giống của em tiếp tục nha. Cảm ơn cô chú anh chị xem được cây nào ủng hộ em ạ. Cho cái đầu tiên mã số 1C là một cây cúc hồng thanh tú ạ. Rồi, cây này đế con rắn luôn ha. Quanh được 7. Nụ nè. Cao 63. Rồi. Tới ngang 50. Cái này em xin giao lưu với cả nhà mình giá chỉ 200.000. Rồi, 200.000, mã số 1C, đỡ cây. Rồi tiếp theo cây mã số 2C, một cây cúc họ hương nha, đế gồng. Rồi, đế con gồng luôn ha. Trời ơi, thọ hương nụ nè. Quá xa nụ ha. Quanh được 9. Rồi. Cao 50. Tới ngang 50. Rồi. Cái này em xin Zalo cô chú anh chị mình giá cái này là 150. Rồi, đỡ cây luôn ha. Rồi, tiếp theo cây mã số 3C. Rồi. 3C, cây cúc phượng thanh tân. Rồi. Cây lên chuỗi nè cô chú anh chị ha, nó bắn chuỗi nè. Cái gì không? Hoành 8. Quá xa trời. Cao 52. Tới ngang được 65. Cái này đế gồng luôn ha, năm tới năm con gồng nè, đế gồng hai lần. Bắn chuỗi trời ơi, nút nụ. Nụ cái thì bao nụ luôn. Rồi. Cái này em để cô chú anh chị mình giá cái này là 200.000 nha. Rồi, mình đợi cây luôn ha. Rồi, tiếp theo cây mã số 4C, một cái cúc dạng phúc nha. Cái này quá trời to luôn. Cao to, nụ thì bao nút nụ 100%. Rồi. Cụ đế nở. Hoành được 8. Rồi. Cao 72. Nụ nhiều nha. Tới ngang được 49. Rồi. Cái này để cô chú anh chị mình giá 150 thôi nha. Rồi, 150 ha. Dạ. Đợi cây. Rồi, tiếp theo cây mã số 5C, một cái cúc họ hương đó nha. Rồi. Cúc thọ hương nha cô chú anh chị ha, củ đế có luôn ha. Hoành được 7. Rồi. Cao 54. Tới ngang được 68. Rồi. Cái này em để cả nhà mình giá cái này là 200.000 nha. Rồi, 200 một cây thọ hương quá đẹp. Dạ. Đợi cây luôn em ơi. Rồi, tiếp theo cây mã số. Mã số 6C, một cây giáo siêu nụ. Rồi. Cái cốt giữ dằn cái cốt nha cô chú anh chị. Nụ siêu nhiều luôn nha. Bao nụ luôn, quá xá nụ luôn cô chú anh chị. Hoành được 8. Rồi, đến gồng 3 lượng nè, gồng nhỏ nha, 1, 2, 3 lượng nè cô chú anh chị ha. Tới ngang 73. Rồi. Nụ quá xa nụ luôn. Nụ nó bự đã tủ nụ luôn cô chú anh chị. Cái này quá trời to luôn ha. Để cô chú anh chị 180.000 thôi nha. Rồi, đã cây luôn em ha. Rồi, tiếp theo cây mã số 7C, một cây cúc phượng hoàng nha. Rồi, cúc phượng hoàng ha. Rồi. Có đế luôn ha. Cái này hai cây ghép lại cô chú anh chị ha, như là xong giống như là thanh xà bạch xà quấn lấy nhau vậy. Hoành mỗi cây chắc được 5-6 nha cô chú anh chị, 5 cây hoành này 5. Cao 65. Tấn ngang 53. Rồi. Rồi, cái này em để cô chú anh chị mình giá cái này là 150 thôi nha, cây rồi. Cúc phượng hoàng ha. Rồi, đợi cây. Rồi, tiếp theo cây mã số 8C nha, một cây giảo siêu nụ nha. Dạ. Cây này với cây kiên cặp là đẹp luôn nha cô chú anh chị, vừa đẹp luôn. Nụ siêu nhiều luôn. Tròn lắm, nụ tròn đã lắm. Về nụ luôn ha. Hoành được 8 luôn. Có đế liền cốt như cây ghim mà có đế luôn ha. Cao 74. Tấn ngang được 56. Cái này để cô chú anh chị mình giá cũng 180, mua cặp về để chơi ha. Rồi, đợi cây. Rồi, tiếp theo cây mã số 9C. Rồi. Cây giảo siêu bông Sài Gòn nha. Rồi. Siêu bông Sài Gòn. Củ có ha, siêu bông nó lớn em ha. Dạ. Hoành được 10. Củ nguyên cái củ ha. Nở đã ghê luôn. Chuyện ươm. Hoành 23. Rồi. Cao 64. Tới ngang được 68. Cái này em để cô chú anh chị mình cái này 180.000 thôi nha. Rồi, mình đợi cây luôn nha. Rồi, tiếp theo cây mã số 9C nha. Rồi. Ủa, 10C chứ. 10C. 10C nha. Cái cúc phượng thanh tân ha. Bự chà bá luôn. Trời ơi, nó cũng bắn chuỗi đi tùm lum hết quá trời bự luôn. Rồi. Cái này cũng là đế gồng cô chú anh chị ha. Này, 3 lượng ha cô chú anh chị ha. 1 nè, 2 nè, 3 lượng gồng ha.
Hoành 13. Nụ siêu nhiều ha. Đang bán chuỗi nè. Cao 68. Có ngang được 90. Rồi. Cái này để 250 ngàn thôi nha. Tàn quá trời bự luôn. Rồi, đợi cây luôn em ha. Dạ. Rồi, tiếp theo cây mã số 11C, một cây cúc hoa hồng thanh tú nha. Cúc hoa hồng thanh tú nha cô chú anh chị. Dạ, cũng củ đế nở luôn. Rồi, nguyên củ nở luôn ha. Dạ. Nụ rất là nhiều nha cô chú anh chị. Hoành là mình được 10. Rồi. Cao 66. Tới ngang 65. Rồi. Cái này em giao lưu với cả nhà mình giá 150 thôi. Rồi, mình đợi cây luôn nha. Rồi, tiếp theo cây mã số 12C. 12C, cái giả siêu nụ nữa. Rồi. Siêu nụ giờ này cô chú anh chị, bên cây của anh em ha, nụ nó toàn phần dâu à. Nụ nu rồi, nhìn đã lắm. Nụ lên rất là nhiều nha cô chú anh chị. À. Bao nụ nha cô chú anh chị, siêu nụ thì bao nụ dạ. Luôn. Nụ sáng lắm nha. Rồi. Có củ ha cô chú anh chị ha. Hoành 9. Cao 67. Tới ngang 67. Cây này em để cô chú anh chị giá 170 cũng là cây clip của em nha. Xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã xem hết clip và ủng hộ trong thời gian qua nha. Cũng rất mong cô chú anh chị xem được cái nào ủng hộ em ạ. Em xin chào và gặp lại luôn nha. Rồi, em cũng thay mặt cho kênh cũng như là em Nhi cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi hết clip và ủng hộ ạ. Xin chào và hẹn gặp lại với cô chú anh chị mình ở những clip tiếp theo nha.